Thuở xưa, lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, trong thành Sáp Vệ, có một ông trưởng giả rất giàu có, sinh được một người con gái nhan sắc tuyệt đẹp. Nhưng có một điều rất lạ là, khi cô bé ấy vừa ra khỏi lòng mẹ, thì có một tấm lụa dừa bao bọc cả thân thể của cô. Hai vợ chồng ông trưởng giả thấy vậy, nửa nghi nửa mừng, liền sai gia đình rước một người đạo sĩ đến nhà coi quẻ cho biết sự giữ lành thế nào. Sau khi đoán xong, người đạo sĩ tỏ rằng cô gái này ngày sau sẽ có nhiều phước đức lớn. Xuân qua thu lại, nàng Bạch Tịnh là tên của cô ấy càng ngày càng khôn lớn, thì tấm lụa cũng ngày càng rộng thêm ra. Diện mạo của nàng lại có vẻ khôi ngô và kiều mị hơn các nàng nữ lưu khác, còn có phần đức tính thì không một thiếu nữ nào dám sánh kịp. Vì vậy nên tiếng khen ngợi tràn lan khắp cả trong nước, khiến cho các bậc dương tôn và những hàng công tử nghe đến, ai cũng đem lòng ao ước, bèn tranh đua nhau cậy người mai mối tới nhà dò hỏi. Khi ấy song thân của nàng thấy nàng cũng đã đến tuổi cập kê, bèn cho mời thợ bạc đến làm đồ nữ trang, đặng chờ ngày kén rễ. Nàng Bạch Tịnh thấy sắm sửa các vật trang sức như vậy, liền hỏi rằng: "Thưa cha mẹ, chẳng hay nhà mình mướn thợ làm những món đồ ấy để dùng về việc gì?" Hai ông bà nghe con hỏi mấy lời thì bắt tức cười mà trả lời: "Con ơi, con nay đã lớn khôn rồi, cũng gần đến ngày xuất giá, nên phải lo sắm các vật quý ấy cho sẵn, để đưa con về làm dâu trong nhà người, chớ nào có dùng việc chi khác đâu." Nàng Bạch Tịnh nghe cha mẹ nói như vậy, bèn thưa thật rằng: "Thưa cha mẹ, đã biết rằng sinh con ra, trai lớn lên thì muốn cho có vợ, gái lớn lên thì muốn cho có chồng, đó là cái bản nguyện lớn lao của cha mẹ, con thật cảm đổi muôn phần. Nhưng tự nơi phần con suy nghĩ, thì việc vợ chồng đôi lứa, kết tóc xe tơ là mối sầu khổ của đời người, bởi dây tình dệt thành lưới ái, nên buộc người vào trong đó để chịu trăm cay ngàn đắng, ngậm thảm nuốt hờn, kiếp nọ đời kia không thoát ra khỏi. Chẳng nói chi đến những người duyên phận rủi ro, gặp phải cái hoàn cảnh đảo ngược, hoặc được chồng mất vợ, hoặc được vợ mất chồng, làm cho phủ phàng cái kiếp đầu xanh má hồng của đôi lứa thanh niên. Kẻ trách ông Tơ, người hờn bà Nguyệt, rồi gây ra một tấn bi kịch ở trong gia đình, chẳng có chút gì là lạc thú. Vậy thì cái duyên nợ rủi ro ấy, nó làm cho đời người phải đau đớn đã đành. Đến những kẻ may mà gặp được cảnh vợ chồng xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, đẹp phận xứng tùy, kẻ ước trăm năm, người nguyền giai lão, tình yêu giàu như ngọc tợ vàng, chẳng có gì nghịch lòng trái ý. Nhưng đời người hữu hạn, cuộc thế vô thường, rồi một mai xảy ra chuyện sinh tử biệt ly, hay là nỗi xăm thương phân cách, thì duyên tươi tốt trở thành phận dở dang, duyên xung dày trở lại thành buồn chia rẽ. Rốt cuộc cũng là nợ quan gia ái tình, làm cho đời người phải khổ và phải chết vì nó, chớ không ít gì. Vậy con xin cha mẹ, nếu có lòng thương con, thì cho con xuất gia cầu đạo, để lo phần giải thoát về sau, chớ đừng xô con vào trong biển ái tình, làm cho con phải chịu nỗi trầm luân tội nghiệp." Thuở ấy, trong thành Sáp Vệ lại có những hạng thanh niên thiếu nữ phát tâm học đạo cũng nhiều. Thành thử hai vợ chồng ông phú trưởng giả không có ý gì ngạc nhiên, và lại vì quá thương nàng nên cũng chiều lòng con cho nàng xuất gia. Vì vậy nên từ đó về sau, các cậu thanh niên mê tài đắm sắc kia phải đành chịu nỗi thất vọng và tạ tuyệt cái tình ao ước trong mong. Hai vợ chồng ông trưởng giả phải cam tâm chịu nỗi biệt ly đau đớn, đưa nàng Bạch Tịnh đến chỗ Đức Phật Thích Ca ở. Khi nàng ra mắt Phật rồi, thì nàng tình nguyện xin làm đệ tử. Phật biết nàng có túc căn nên nhận lời. Thì bỗng nhiên tấm lụa bao bọc cho thân nàng,
liền quá thành một cái áo cà sa rất tốt đẹp. Đoạn, Phật kêu bà đại ái đạo mà phú thác nàng cho bà truyền giới tỷ kheo và giáo huấn. Rồi chẳng bao lâu, nàng nhờ sự tu hành rất tinh tấn mà chứng được quả A-la-hán. Khi ấy, ông A-nan bèn chắp tay lễ Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay trong kiếp trước, nàng Bạch Tịnh tỷ kheo đã có tu hạnh công đức gì mà kiếp này được sinh vào nhà ông phú trưởng giả, và khi vừa sinh ra lại có tấm lụa bao bọc cả thân thể. Đáp vậy mà nàng lại gặp được Thế Tôn độ cho xuất gia học đạo, ngày nay được đắc quả A-la-hán như thế. Phật trả lời rằng: A nan ơi, hồi đời quá khứ đến nay đã lâu lắm rồi, có một vị Phật hiệu là Tỳ Bà Thi ra đời, thường cùng các hàng đệ tử đi thuyết pháp hóa độ chúng sinh. Cũng trong thuở ấy lại có một vị quốc vương vào lòng tín ngưỡng Phật giáo, thiết lập trai đàn ở trong cung, thỉnh Phật đến thuyết pháp và truyền rao cho nhân dân trong nước biết đặng đến nghe. Khi ấy có một thầy tỷ kheo đi khuyến hóa nhân dân đến chỗ trai đàn mà nghe pháp. Thầy đi đến đâu cũng gặp thiện nam tín nữ dân cúng trai vật, là có ý mong cầu phước đức về đời sau. Trong lúc đó lại có một người đàn bà tên là Đàn Ni Già rất nghèo khổ, đến nỗi hai vợ chồng mà chỉ có một tấm chăn để thay đổi che thân mà thôi. Vì vậy nên khi nào chồng mặc đi thì vợ phải ở nhà, trái lại vợ mặc đi thì chồng phải ở nhà. Bởi hai người mà chỉ có một tấm chăn nên phải thay đổi nhau ở nhà, đóng cửa lại mà trốn sự lõa lồ, không cho ai thấy biết. Một bữa nọ, thầy tỷ kheo vừa đi ngang qua nhà của Đàn Ni Già, thấy nàng đang đứng trong cửa sổ dòm ra, thì thầy khuyên rằng: Thưa cô, ngày nay Phật đã ra đời, vậy cô nên đến chỗ trai đàn của vua vừa lập ra mà nghe Phật thuyết pháp, vì nghe kinh pháp của Phật thì được duyên hưởng phước vô cùng. Đoạn, thầy tỷ kheo ấy lại giảng rõ sự tích về pháp bố thí cho nàng Đàn Ni Già nghe. Rồi bèn nói tiếp rằng: Cô phải biết rằng, chẳng những hạng người giàu sang có tiền của mới làm việc bố thí được mà thôi, còn hạng người nào quá nghèo đi nữa cũng có thể bố thí được vậy. Nàng Đàn Ni Già nghe giảng như thế, bèn đứng trong cửa sổ mà thưa rằng: Không dám, xin thầy quan hỷ đứng đây đợi tôi một lát, đặng tôi định liệu. Nàng liền bước vô phòng mà bàn cùng chồng rằng: Thưa chàng, ở trước nhà ta có một vị tỷ kheo vừa mới đến, khuyên bảo thiếp nên đi nghe Phật thuyết pháp, và có dạy rằng bởi kiếp trước chúng ta hay tham lam bỏng sẻn, không biết làm sự bố thí, nên đời này phải chịu ở trong cái hoàn cảnh túng thiếu như thế này. Vậy chúng ta cũng nên liệu làm sao để mong trồng cội phước cho đời sau, khỏi phải chịu nghèo khổ như vậy nữa. Người chồng vừa nghe qua mấy lời của nàng, chỉ biết than rằng: Nàng ơi, gia đình chúng ta nghèo mạt như thế này, dầu có lòng tốt đến bực nào cũng không biết lấy gì mà bố thí được. Nàng liền nói: Đó cũng là bởi kiếp trước chúng ta không bố thí, nên ngày nay phải bị khổ sở như vậy. Nếu đời này trồng duyên lành, kiếp sau thế nào cũng được hưởng phước tốt. Vậy xin chàng vui lòng cho phép thiếp lấy tấm chăn đang mặc nơi mình ra đây bố thí cho thầy tỷ kheo. Người chồng thấy ý vợ muốn như vậy, liền than lớn rằng: Trời ơi, nhờ tấm chăn đó mà vợ chồng ta mới sống được. Nếu nghe lời nàng mà đem nó bố thí đi thì chúng ta không thể nào thoát khỏi cái nạn đói khát. Nàng lại khuyên nữa rằng: Người đời có sống phải có chết, nhưng thà bố thí mà chết còn hơn, bằng cứ tiếc thân ham của, khi chết lại càng khổ cho kiếp sau nữa, chớ có ích gì. Người chồng nghe nàng bàn như thế, liền dứt sạch lòng tham lẫn, rồi vui vẻ mà đáp lại rằng: Nàng phân như vậy cũng phải, thôi đem tấm chăn ra bố thí cho thầy tỷ kheo đó đi. Nàng Đàn Ni Già biết người chồng đã hồi tâm,
bèn cởi tấm chăn đương che thân, đưa ra cửa sổ mà bố thí cho thầy tỷ kheo. Thầy thấy nàng có lòng nhiệt thành như vậy thì cảm động vô cùng mà nói rằng: "Thưa cô, tấm lòng từ thiện của cô ít ai bì kịp, vậy xin mời cô ra ngoài cho tôi chú nguyện, trước là đáp đền ơn cô, sau mong cho cô từ nay về sau được hưởng phước đầy." Nàng Đàn Ni Già thưa thật rằng: "Không dám nói dối chi với thầy, thật hai vợ chồng tôi vì nghèo quá, nên chỉ có một tấm chăn đó để thay đổi nhau che thân trong lúc đi ra ngoài mà thôi. Nay đã bố thí cho thầy rồi, nên thân thể lõa lồ, thật không dám vô phép ra ý kiến thầy, xin thầy tha thứ cho." Khi ấy, thầy tỷ kheo nghe nàng Đàn Ni Già thưa như vậy thì càng cảm động nữa, bèn lãnh tấm chăn ấy rồi chú nguyện và cáo từ. Lúc về đến tịnh xá, vị tỷ kheo liền dâng tấm chăn lên cho Phật Tỳ Bà Thi. Ngài cũng giơ tay ra tiếp lấy. Đối với con mắt của người tầm thường, tấm chăn ô uế đó không khỏi làm cho nhòm gớm. Vì vậy cho nên các thính giả trong pháp hội thấy Phật tiếp lấy tấm chăn vô giá trị, ai nấy cũng đều đem lòng bất mãn. Phật Tỳ Bà Thi biết rõ được nhân tâm của các bậc thính giả, rồi nói rằng: "Ta xét kỹ lại trong cuộc trai đàn to lớn này, người có lòng chí thành bố thí hơn hết là chủ của tấm chăn này. Người ấy nghèo khổ đến mức có một tấm chăn để dùng che thân đắp lạnh, mà nay vui lòng đem nó ra mà bố thí, đành chịu để thân thể lõa lồ lạnh lẽo, thì công đức ấy biết là bao nhiêu." Khi ấy, vua và hoàng hậu nghe Phật giảng như vậy, liền cảm động, vội vàng cởi áo đẹp đương mặc trong mình, rồi sai người đem thưởng cho vợ chồng nàng Đàn Ni Già mặc, đặng đến nghe Phật thuyết pháp. Phật lại thuyết pháp, đại ý nói rằng: "Bố thí là một pháp đứng đầu trong sáu pháp Ba La Mật. Từ xưa đến nay, thập phương chư Phật và hằng hà sa Bồ Tát cũng đều lấy nó làm cái gốc tu nhân chứng quả. Bố thí có ba thứ: một là tài thí, hai là pháp thí, và ba là vô úy thí. Tài thí nghĩa là hoặc lấy thân mạng của mình bố thí cho chúng sinh, gọi là nội tài thí, hoặc lấy tài vật của mình mà bố thí cho kẻ nghèo khổ hay là những loài đói khát thì gọi là ngoại tài thí. Pháp thí nghĩa là đem những giáo pháp tam thừa ra mà tùy cơ giảng nói cho người biết đường tu hành, nhờ phần giải thoát. Vô úy thí nghĩa là gặp những chúng sinh nào đương bị khốn đốn trong cơn sợ hãi, thì mình hoặc dùng thân lực, tâm lực hay là tài vật mà cứu giúp cho qua khỏi cái nạn sợ hãi ấy. Cái bố thí là hạt giống lành, nó có năng lực phát sinh ra bông trái phước đức, làm duyên cho chúng sinh thường được vừa lòng mãn nguyện ở trong cái cảnh giới an vui, không khi nào bần cùng khốn khổ. Nhưng trong lúc bố thí, đừng khởi lòng nghĩ rằng mình là người thí chủ, kia là kẻ thọ thí của mình, và cũng đừng nghĩ rằng những vật ấy là vật của mình thí, như vậy thì phước đức mới lớn. Còn như mình biết đem cái công đức bố thí ấy mà hồi hướng về đạo Bồ Đề, thì ngày sau sẽ nhờ cái năng lực hồi hướng đó mà chứng quả thành Phật là khác nữa. Sau khi nhắc xong sự tích, Đức Thích Ca Như Lai bèn kêu ông A Nan mà dạy rằng: "A Nan ơi, nàng Đàn Ni Già nghèo khổ trước kia, tức là Bạch Tịnh Tỷ Kheo Ni ngày nay đó, bởi kiếp trước nàng lấy tấm chăn để che thân đem bố thí cho vị tỷ kheo mà trong lòng vẫn vui vẻ, nên được công đức lớn mà nhiều kiếp được hưởng đủ các điều hạnh phúc. Giả lại nàng đã nghe được những pháp nhiệm màu trong thuở Phật Tỳ Bà Thi còn tại thế, nên ngày nay mới nhập đạo không được bao lâu mà đã chứng quả A La Hán như thế. Vậy các ngươi phải lo tu hành cho tinh tấn,
và phải thường làm sự bố thí, thì sẽ hưởng được phước huệ viên mãn về sau. Kết luận: bố thí là một phương pháp để chữa bệnh tham lam bỏng sẻn của người đời rất thần diệu. Nếu biết dùng nó, thì nó có đủ năng lực làm cho đời người được sung sướng, được vừa lòng mãn nguyện những cái hy vọng vĩ đại của mình. Còn như không biết dùng nó, thì tự mình phải chịu lấy cái khổ túng thiếu nghèo cùng, không thể nào tránh khỏi. Nhưng phải hiểu rằng, cũng một phương pháp bố thí ấy mà có người thì được phước nhiều, có người thì được phước ít, lại cũng có người bố thí mà không được phước chi cả. Bố thí mà đem lòng từ bi bác ái, thương xót cái hoàn cảnh khổ bức của mọi loài, chớ tự nơi mình, không phải vì cầu danh, cầu phước, cầu biết ơn hay là cầu nghĩa mà bố thí, thì sự bố thí ấy cho của ít cũng được phước nhiều. Còn trái lại, bố thí mà còn nghĩ mình là người bố thí, người kia là kẻ thọ lãnh của mình, hay là nghĩ bố thí chắc có danh tiếng, có công đức, và thế nào người cũng biết ơn mình, vân vân, thì sự bố thí ấy dầu của nhiều cũng được phước ít. Đến như những người hoặc bất đắc dĩ mà bố thí, chớ không có lòng thương yêu đến ai, hoặc đã bố thí rồi trở lại ăn năn hối hận mà nghĩ rằng cái cho đó thiệt uổng, thà không cho mà còn hay hơn, hay là trong lúc bố thí mà đem lòng khinh bạc người, vân vân, thì sự bố thí ấy thiệt không có phước đức chi cả. Trong sự bố thí của Phật đã nói rõ như vậy, mà trong đời có lắm người hoặc bố thí một bữa cơm hay là cho một manh áo thì đã kể ơn. Vậy là muốn phước cho nhiều thì làm sao đặng? Thử coi chuyện nàng Bạch Tịnh Tỷ Kheo Ni đã kể ở trên. Trong kiếp quá khứ chỉ bố thí cho thầy Tỷ Kheo một tấm chăn là vật không có giá trị gì, mà đời đời nàng đặng thác sinh nhầm chỗ giàu sang, hưởng thọ không biết bao nhiêu hạnh phúc. Rồi sau sinh được vào nhà ông phú trưởng giả đủ điều sung sướng, mà lại gặp Phật ra đời độ cho xuất gia, rồi kết cuộc chứng A-la-hán là khác nữa. Vậy biết rằng công đức bố thí là vô lượng vô biên. Nếu cứ tính mà luận, thì việc bố thí của nàng Bạch Tịnh trong kiếp trước thật rất nhỏ nhen. Còn lấy tâm mà bàn, thì việc bố thí của nàng lại vô cùng to tát. Vì cái nghèo đến nỗi hai vợ chồng chỉ có một tấm chăn để thay đổi nhau mà mặc trong khi đi làm ăn nuôi sống, và thay đổi nhau che thân trong cơn lạnh lẽo cho khỏi chết. Vậy thì tấm chăn ấy là cái mạng của nàng, nghĩa là tấm chăn còn thì mạng còn, tấm chăn mất thì mạng mất. Cái lý thế gian tất nhiên là vậy. Thế mà trong khi nghe thầy Tỷ Kheo thuyết pháp về vấn đề bố thí vừa xong, thì nàng lập tức khuyên lơn người chồng, rồi đem tấm chăn cúng cho thầy liền, mà không chút gì nghĩ đến nó là vật để nuôi sống mình. Thật, việc bố thí ấy không khác nào những người vì pháp mà hy sinh cả thân mạng. Vậy nên, kết quả của nàng được trăm phần mỹ mãn cũng phải. Nếu chúng ta ngày nay, ai là người sẵn lòng từ bi bác ái, muốn nhiệt thành trong việc bố thí, để cứu giúp cho phần đông nhân loại trong khoảng kinh tế khẩn cấp và bức bách này, nên noi theo gương bố thí một cách nhiệt thành của nàng Bạch Tịnh trong kiếp trước đó mà làm, thì chắc cái hạnh phúc về sau không thể nói được. Một ghẻ nói tiếng người. Đời Đường, vua Ý Tôn ở đất Trường An, có một nhà sư mắc phải bệnh cùi, hàng ngày thất tha thất thểu trong bộ quần áo lang thang, mặt mày khô đét, thân hình gầy còm, tay chân lở lói, ai trông thấy cũng gớm nhờm. Thỉnh thoảng một vài người vì động lòng trắc ẩn biếu cho chút ít quà bánh không đáng giá, ngoài ra không ai buồn tả động đến hoặc hỏi han điều gì cả. Vì vậy chẳng ai biết nguyên quán nhà sư ở đâu. Một hôm
trên con đường lớn xuôi về cổng chùa An Quốc, nhà sư tình cờ gặp Ngộ Đạt, lúc ấy chưa phải là một tu sĩ nổi danh. Thấy người đồng đạo trong cơn hoạn nạn, Ngộ Đạt quá đau thương, cố thỉnh về ở với mình. Trước tấm tình chân thật, lời lẽ thiết tha của Ngộ Đạt, nhà sư nhận chịu. Ngộ Đạt trước về chùa, kính như bậc thầy, hết lòng cung phụng. Mỗi ngày sáng dậy, Ngộ Đạt lấy nước nóng, rửa ghẻ lở, tuyệt đối không tỏ vẻ gì nhờm gớm cả. Sau một thời gian khá lâu, nhà sư từ giả ra đi. Ngộ Đạt tỏ lòng quyến luyến, cầm cọng lắm lời, nhưng nhà sư không đổi ý. Thấy thế, Ngộ Đạt thiết tha xin theo để sớm hôm giúp đỡ. Nhà sư cũng từ chối nốt, bảo rằng trên đường danh đức, ông sau này sẽ được hiển đạt. Ông nên ở lại, đừng nghĩ việc theo tôi mà phải trôi nổi bền bồng, mai một khả năng siêu tuyệt của mình. Nhưng điều này nên để dạ, hãy cẩn trọng trong khi hưởng thụ những phần thưởng danh dự, vì nó có thể làm tổn thương đạo nghiệp của mình. Tôi hết sức cảm nghĩa tốt của ông, vậy nếu sau này có bị tai nạn gì, hãy nhớ qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu, núi Trà Lung mà tìm tôi. Cứ đến lưng chừng núi, chỗ có hai cây tùng to, tục gọi là sông Tùng Lãnh, chúng ta sẽ gặp nhau. Dặn dò xong, nhà sư từ biệt, Ngô Đạt rơm rớm nước mắt, trông theo đến khi khuất bóng mới quay gót trở về. Ngày qua tháng lại, Ngô Đạt đến thời kỳ hiển đạt. Bấy giờ ở Kinh Đô, người người đều quen biết và khâm phục danh đức của Ngài. Một vị sư có tài có đức, giảng pháp hay, hiểu biết rộng, tiếng tăm vang dậy khắp nơi. Vua Ý Tôn qua nhiều lần thăm dò, trải bao cơn thử thách, mới chịu cung thỉnh Ngài vào cung giảng đạo. Cách ít lâu, lại phong Ngài lên làm quốc sư và ban cho một pháp tòa bằng gỗ trầm thơm quý. Danh vọng này còn danh vọng nào hơn? Một hôm, nhân linh ngồi trên ghế trầm, nghĩ mình tài đức ai bằng, vua kiên, quan phục, trăm họ kính nhường. Ngô Đạt thấy thật không còn nấc thang nào cao hơn nữa. Lòng tự đắc dâng lên tột độ, bỗng nghe say sẩm mặt mày. Quốc sư vội bảo đồ đệ dìu vào phương trượng, nằm mê man suốt 2-3 giờ mới tỉnh lại, cảm nghe trong mình khó chịu, biết đã thọ bệnh. Chợt rờ xuống gối nghe đau, vén quần lên thật là hết sức kinh ngạc. Một mục ghẻ giống tạc như mặt người, có mày mắt, miệng, tai, mũi đủ cả, ghê tởm quá, kinh sợ quá. Quốc sư nấc đi, các đồ đệ kêu giật mãi mới mở mắt, bỗng nghe với một ghẻ nghiến răng, đau buốt thấu xương, khổ sở quá không phương gì cứu chữa. Các danh y và quốc y đều được vua mời đến chữa cho Ngài, mà mỗi lần thoa thuốc men là mỗi lần chích dứt, chứ không thấy thuyên giảm phần nào cả. Nhưng lạ, hễ mỗi lần đút thịt vào thì lại thấy một ghẻ ăn ngay, và lại nghe trong mình êm ái dễ chịu. Thật là một quái bệnh xưa nay chưa từng thấy. Các danh y quốc y đều thúc thủ lăn lóc chịu khổ sở mãi như thế hơn tháng trời. Nằm nghĩ cuộc đời chẳng ra chi, thân như bọt nước thoạt có thoạt không, thoạt còn thoạt mất, đáng ghê sợ. Nhân nhớ đến vị sư bệnh khi xưa, ôn lại những lời dặn dò thiết yếu, quốc sư sực tỉnh, bèn cố gắng một thân bị đau nhức, cắn răng lần mò qua đất Tây Thục, xứ Bành Châu, vất vả khổ sở suốt mấy tuần mới đến chân núi Trà Lung. Bởi đường dốc quanh co nên mãi đến lúc hoàng hôn mới tìm ra được dấu. Kìa, hai cây tùng đã lộ bóng, nhưng vị sư đâu chẳng thấy hình dạng. Nếu không tìm gặp thì đêm nay không khỏi giả thú nhai xương giữa chốn rừng núi hoang vu, không một bóng người thấp thoáng. Ngộ Đạt đang ngơ ngác đoái nhìn bốn phía, lòng những lo sợ bồi hồi. Thì may quá, hình bóng thân yêu và quen thuộc khi xưa của vị sư bỗng hiện ra trong một gột đá gần đấy. Một tiếng rú thất thanh vì mừng, Ngài Ngộ Đạt bất chấp đau đớn chạy lại và leo nhanh lên gột đá, ôm choàng lấy vị sư hỏi han rối rít. Khi bộc lộ hết những nỗi vui mừng cao khát của mình rồi,
Ngài bèn kể bằng nước mắt sự khổ sở đau đớn của mình cho vị sư nghe. Vị sư thốt lời an ủi và dìu dẫn Ngộ Đạt về thảo am trên lưng chừng núi. Ngộ Đạt thưa: Bạch thầy, kẻ đệ tử đang lâm vào cơn khốn nạn, bức bách khổ sở, không còn bút mực nào tả xiết. Xin thầy rủ lòng từ bi ra tay tế độ, giúp cho đệ tử thoát nạn. Ơn đức thầy thật vô lượng vô biên. Không ngại gì, vị sư đáp: Quan gia nghiệp chướng của ông đã dây từ nhiều đời về kiếp trước, ngày nay phải đến thời kỳ đền trả. Ông phải ẩn nhẫn trả xong mối nợ báo tiền kiếp ấy mới có thể giải thoát được. Đức Thế Tôn ta khi xưa còn thị hiện nạn gươm vàng đâm dế, ăn lúa ngựa thay, huống chi chúng ta là hạng người phàm phu, làm sao mà thoát được? Nợ mình đã trả thì sẽ hết, nhưng cần thiết là đừng nên dây nữa mới được. Thưa thầy, thầy nói nợ máu là thế nào, đệ tử không hiểu ra sao cả, xin thầy quan hỷ giảng cho. Chuyện ấy rồi ông tất sẽ rõ, vì sẽ có người nói cho ông nghe vào giờ khắc rất gần đây. Rạng ngày hôm sau, nhà sư dạy đồng tử dẫn Ngộ Đạt xuống ngọn suối giữa triền núi, lấy nước rửa một ghẻ. Đồng tử vừa toan khoát nước thì thoạt nghe tiếng thét từ trong ung thư phát ra. Khoan, hãy khoan đã, ta có việc cần muốn nói với ông. Ngộ Đạt và đồng tử đang trong cơn kinh ngạc thì một ghẻ tiếp lời: Tiếng đồn ông là người học rộng, vậy ông đã từng đọc sách Tây Hán chưa? Đã có xem qua vài lượt, Ngộ Đạt đáp. Vậy chứ ông có nhớ chuyện người Viên Án dèm tâu với vua Cảnh Đế chém chết Triệu Thố ở phía đông chợ chăng? Nhớ lắm, nhớ lắm. Nhưng hỏi thế để làm gì? Chính ông là Viên Án, còn Triệu Thố là tôi. Ông giết Tô Quan đến giường nào, ông có biết chăng? Thù ấy, oán ấy, thâm xương thấu cốt, tôi đã từng 10 đời theo dõi bên ông để tìm dịp báo oán. Nhưng suốt 10 đời, ông luôn luôn làm bậc cao tăng, tinh nghiêm giới luật, tôi đành ôm hận, nhưng quyết theo mãi, đến khi nào trả xong mối thù, đòi xong món nợ máu mới thôi. Mới vừa rồi, được dịp thuận tiện, ông vì được vua kính trọng ban cho tòa trầm hương, phong làm đến chức quốc sư, vinh quang hiển hách. Do đó, tâm danh lợi nổi lên, khí kiêu căng bừng khởi, quyết phần đức hạnh. Tôi mới nhân cơ hội đó làm hại ông để đòi món nợ lần trên. Ngày nay, nhờ ngài Ca Nặc Ca Tôn Giả thương xót ra tay giải cứu cho ông, lại cho dùng nước tam muội rửa tội, nhờ thần lực của ngài khiến cho ông và tôi từ đây trở đi oán hận không còn, cù thù tan mất. Vậy kính khuyên ông hãy cố gắng tinh tấn tu hành và chúc ông vuông tròn đạo nghiệp. Tôi xin chào vĩnh biệt. Ngộ Đạt nghe xong, mình mọc đầy gai ốc, đồng thời với tay khoát nước rửa một ghẻ. Nước vừa chạm đến thịt, Ngộ Đạt nghe đau buốt thấu xương, ngất liệm hồi lâu. Khi tỉnh lại, một ghẻ đã lành, da thịt liền lại như xưa, không chút vết sẹo nào. Quốc sư mừng quá đến chảy nước mắt, vội trở lên núi cảm tạ ơn dày của tổ. Tự thể từ đó tinh tiến tu hành, không dám chậm trễ nữa. Tương truyền bộ Thủy Sám ba quyển vốn tự tay Ngộ Đạt viết ra để làm pháp sám hối sau khi lành bệnh. Nhờ vợ tu hành mà chồng khỏi họa, trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Dừng hồng tỏ rạng, cảnh tịnh rất êm đềm hòa nhã, bóng nguyệt chói ngời, miền sơn giả càng vẻ vang phong phú, mây che làng cũ ngất bốn phương trời, hằng nổi tiếng kẻ thư sinh. Xuân tỏa chốn khuê phòng, tròn trăm nết đáng nêu danh người thục nữ. Nguyên tại xứ Giang Hoài có nàng Dương Thị, con nhà gia giáo, biết trọng phong quá lễ nghi. Cha đã mất sớm, chỉ còn mẹ già, nên nàng hết lòng cung dưỡng,
thần tỉnh Mộ Khang một cách hiếu đạo vô cùng. Khi nàng mới 15 tuổi thì đã nổi tiếng tài sắc tuyệt vời. Có một đêm kia, nàng tự mình suy tới nghĩ lui, xét lại con người sinh trong cõi tạm này có khác gì bức tranh dân cẩu, khi hợp khi tan. Nếu không thức tỉnh sớm hồi đầu, kiếp luân hồi khó tránh. Cách vài bữa sau, nàng sắm sanh hương đăng, trà quả, đặng vào chùa Phổ Quang quy y. Từ ấy, đêm nào nàng cũng tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện cho cha mẹ đặng bá niên trường thọ. Ngày kia, công việc nhà đã rảnh rang, nàng vào chùa lại Phật. Khi ra về, thình lình nàng gặp một chàng thanh niên diện mạo khôi ngô, phong lưu nho nhã. Lạ gì trai tài gái sắc là duyên kỳ ngộ bất ngờ. Nguyên người thiếu niên ấy là Tống Kháng, niên kỷ đã đặng 20, hình dung tuấn tú, ngôn ngữ thanh qua. Chàng là người phong lưu đúng bực, đã nổi tiếng tao nhân mặt khách, lại ưa non xanh nước biếc, đâu đâu cũng là chỗ ngoạn cảnh ngâm thơ. Cha mẹ đã mất sớm nên chàng chán ngán sự đời, không màng danh lợi, chỉ ưa dạo chơi thắng cảnh danh sơn mà thôi. Chàng Tống Kháng nghe đồn rằng chùa Phổ Quang rất xinh đẹp, có cổ thụ, có ao hồ, nên lần đường tìm đến để viếng cảnh tòng lâm. Chàng đương say mê ngắm cảnh thì mặt trời đã gác núi, lại nghe tiếng ngân của chuông chùa cảnh tỉnh. Chợt đâu lại gặp một người thiếu nữ nhan sắc mặn mà, đứng đi yểu điệu. Hai người tình cờ gặp nhau, kẻ nhìn tỏ mặt, người e cúi đầu. Từ khi gặp gỡ nhau, Tống Kháng về đến nhà, tự nghĩ rằng ta nay đã thành nhân, cần nhất phải lập nên gia thất. Trước là nối nghiệp cho tổ tông, sau là dễ dàng trong gia đình. Nếu trì hoãn ngày giờ, tuổi xuân không trở lại. Chàng nghĩ vậy, bèn cậy mai đến nói Dương thị. Sau khi dò hỏi điều tra, mẹ nàng mới biết chàng là một người danh sĩ, nên bằng lòng và kêu nàng mà nói rằng: phàm ở đời, áo mặc không qua khỏi đầu. Con nay đã khôn lớn, bổn phận làm cha mẹ ai ai cũng như thế. Hễ có con đúng tuổi cập kê, phải lo bề gia thất. Vậy con lo sắm sửa, chờ đến ngày xuất giá tòng phu. Mẹ đã hứa gả con cho chàng Tống Kháng rồi. Đây nói về Tống Kháng, từ khi cưới nàng Dương thị rồi, chàng phải lo bề sinh nghiệp, nên vào làm thơ ký cho sở diêm thiết công ty. Còn nàng, từ khi về nhà chồng, nào là công, dung, ngôn hạnh, mọi lẽ đủ điều, nội trợ tề gia, trăm bề trọn vẹn. Mặc dầu đã có lúc đôi bạn, phần lo cho kịp chúng kịp thì, nhưng tâm vẫn thọ trì tụng niệm luôn luôn. Một ngày nọ, có người bạn thân với Tống Kháng rủ chàng đi ra Bắc Kinh. Tống Kháng về tỏ lại cho vợ nhà hay, nàng Dương thị cản rằng: giả chăng từ đây ra tới Bắc Kinh, đường xá dịu dợi, lại phong vũ bất kỳ, xin phu tướng đừng ưa những thú vui cảnh đẹp trong đời. Dẫu nơi phồn qua đô hội là cảnh của nhân tạo, tuy là náo nhiệt nhưng làm sao bằng cảnh thiên nhiên của vũ trụ. Non cao cảnh đẹp, gió mát phơi phới nồng nàn, non biếc hồ sen, màn bóng nguyệt rành rành trắng tỏa, sẵn có của chúng ta đây, hà tất phải ra Bắc Kinh mà xem thắng cảnh làm chi. Chàng Tống Kháng không nghe lời vợ can, cùng người bạn dương thẳng cánh buồm ra khơi vượt biển. Đi đặng ít ngày thì chỉ thấy lững dững mấy con thuyền và ít cặp nhạn bay lưa thưa thôi. Cách 20 ngày, trời trong thanh bạch, thình lình mây che mù mịt. Cuồng phong bỗng đâu gió thổi tới rất ào ào, cảnh mặt bể ba đào sóng dậy, mảnh thuyền nhỏ đã lênh đênh không thể nào cự nổi, nên phải đắm đuối theo dòng nước chảy. Ôi, trời biển mênh mông một màu mây nước, những người trong thuyền đều chết hết. Chàng Tống Kháng bấy giờ kể chắc mình phải làm mồi cho thủy tộc, bèn than rằng: thôi rồi một kiếp,
hổ mặt non sông, Phật trời nỡ nào giết hại kẻ anh hùng. Tống Kháng than vừa dứt lời, bỗng đâu có một bó rơm trôi đến, chàng bám lấy mà lần lửa theo lượng sóng tấp vào mé bờ. Lúc ấy chàng như người say mới tỉnh, ngỡ là mình phải nước trôi, hay mình lại còn ngồi dương gian. Tống Kháng liền ôm bó rơm ra vẻ cảm tạ mà than rằng: cái kiếp sống thừa của ta là nhờ ngươi tế độ. Nói rồi liền dắt bó rơm đem về, có ý để làm kỷ niệm. Đi được ít dặm đường, ác vàng đã khuất bóng. Chàng đoái thấy xa xa có một cái quán, bèn xăm xăm đi tới để vào nghỉ chân và dùng bữa cơm tối. Trong quán có một bà cụ, tuổi ngoài 70, da mồi tóc bạc. Tống Kháng xin nghỉ đó một đêm, đến sáng mở bó rơm ra phơi, thấy trong đó có một cái ống tre. Chàng lấy làm lạ, mới đập bể ra mà xem, lại thấy ở trong có một bổn kinh Kim Cang. Bà cụ trong quán bèn thuật lại cho Tống Kháng biết rằng bổn kinh này là kinh của vợ ngươi thường tụng ở nhà. Chàng nghe nói như vậy, trong lòng bán tín bán nghi, vội vàng cột bó rơm lại rồi từ tạ bà cụ. Khi về đến nhà, Dương thị thấy mặt mừng rỡ, nhưng thấy bộ buồn rầu của chồng nàng, lại hỏi rằng: sau nay phu tướng trở về mà đồ hành lý để đâu không thấy, ôm bó rơm về làm chi, và lại có vẻ buồn như vậy? Tống Kháng nghe hỏi mới thuật lại hết đầu đuôi tự sự. Khi nàng Dương thị nghe rồi, chừng hững mà đáp rằng: quả có thật như vậy. Từ khi phu tướng xuống thuyền trực chỉ Bắc Kinh, thiếp ở nhà chép ra một bổn kinh Kim Cang để trên bàn, mỗi đêm thường thọ trì tụng niệm, cầu nguyện cho phu tướng đi đến nơi về đến chốn. Trong bổn kinh ấy có nhiều chữ sai, nên thiếp có thỉnh một vị cao tăng sửa lại. Nhưng mới 10 ngày nay bổn kinh ấy mất đi. Nếu quả như lời phu tướng thuật lại đó, thì là nhờ phước lực của Phật gia hộ. Chàng nghe nói bèn mở ra xem kỹ càng, thì quả y như bổn kinh của nàng đã chép. Tống Kháng bèn sắm sinh lễ vật, đến quán chỗ chàng ngủ một đêm rồi để tạ ơn bà cụ, nhưng đến nơi chẳng thấy chi hết. Từ đó về sau, chàng càng tin tưởng Phật pháp hơn nữa, nên chí tuyệt công khanh, không màng danh lợi, cất riêng một cái am nơi tịnh cảnh, trao dồi đức tính. Thường bữa hai vợ chồng đến tụng kinh niệm Phật, trang nghiêm trai giới, quyết một lòng nương cửa Bồ Đề, trao dồi cương trí huệ, mong nhờ đuốc tuệ mà khỏi lạc nẻo mê đồ, lên thuyền từ vượt qua biển khổ. Cách ít năm sau, quan tướng quốc là Trịnh Nhân làm quan lưu trú tại xứ Bông Đô, nghe thiên hạ đồn đãi chuyện như thế, liền sai quân đòi hai vợ chồng Tống Kháng đến mà cực hỏi từ đầu đến đuôi mọi điều cặn kẽ, rồi yêu cầu để quyển kinh Kim Cang ấy lại trong phủ mình, mỗi tháng cấp tiền lương để ở tịnh dưỡng tại chốn thiền môn. Kết luận: nói tóm lại, chàng Tống Kháng nhờ vợ có lòng chánh tín Phật pháp thành kính luôn luôn, nên nhờ Bồ Tát thị hiện ra là bà lão trợ lực cho chàng thoát khỏi đại nạn nơi giữa biển mênh mông, sóng cao gió tạt. Đó có phải là nhờ người vợ biết chánh tín tu hành, chồng được khỏi họa hay không? Chuyện này là một mảnh gương kim cổ, đáng để cho quý vị độc giả nam nữ soi chung, nên bắt chước làm theo. Một nàng con gái 13 tuổi ngộ đạo. Trích diễn trong Tục Tạng Kinh. Thuở xưa, tại xứ Giang Lăng có một nàng con gái họ Lý, con của ông Lý Nguyên Tôn, sinh ra mới 8 tuổi, mẹ đã ly trần. Nhờ thân phụ giáo hóa nghiêm minh, nên tính nết của nàng rất ôn hòa, thuần thục. Tuy tuổi còn nhỏ mà nàng biết thảo với cha, kính người lớn, ai nấy thấy vậy cũng đều khen ngợi cả. Ngày giờ thấm thoát, từ khi mẹ nàng lìa cõi trần đã 5 năm, nay nàng được 13 tuổi, một mình chỉnh đốn mọi việc trong nhà. Có một đêm nọ,
nàng vừa ăn giấc trốn khuê phòng, bỗng chiêm bao thấy một ông phạm tăng nói với nàng rằng: người có căn lành, sao chẳng ra công mà tụng kinh Kim Cang? Phàm người trong đời, nếu mỗi ngày tụng được một quyển kinh ấy, ở trên dương gian đã không bệnh quạng, lại được thêm tuổi sống lâu, đến khi lâm chung lại được sinh về cõi trời nữa. Còn nếu cứu cánh được thập tướng Bát Nhã thì sẽ chứng bậc Niết Bàn. Thoảng như tụng kinh ấy mà không biết ý nghĩa đi nữa thì cũng chẳng đến nỗi bị mọi sự tai ách, mà đến ngày sau cũng sẽ hưởng mọi việc thiện báo. Nàng Lý Thị giật mình thức dậy, mới biết là một giấc chiêm bao mà còn văng vẳng bên tai nghe mấy lời dặn bảo. Từ đó về sau, nàng đem lòng tín ngưỡng Phật Pháp, cứ mỗi đêm tụng kinh Kim Cang đến 3 quyển, chẳng khi nào nhàm chán. Đến khi nàng được 24 tuổi thì tâm đã tỏ lẽ chân thường, chán duyên trần thế nên chẳng để ý đến mọi điều gia thất. Một bữa kia, thoạt nhiên nàng cảm thương hàn, thuốc thang điều trị đủ thứ chẳng thấy thuyên giảm tí nào. Cách mấy ngày, khí sắc nàng càng trầm trọng, nên phải tách cõi nhân gian tìm miền dị lộ. Ôi, một mảnh hương hồn phất phất phiêu phiêu đã lạc cõi u minh cảnh giới. Khi vua Diêm Vương thấy nàng thì phán rằng: người vì bình sinh có công đức Bát Nhã nên trẫm tha về, còn thân phụ của ngươi ở dương thế thường tạo ác nghiệp rất nhiều nên phải giảm thọ hết 2 kỷ. Vì bởi chỉ ưa bắt cá sống giết làm cõi, đã có hơn 7.000 thủy tộc đến đây kêu oan đòi mạng. Vậy ngươi về hỏi lại thân phụ ngươi coi có phải thật vậy không. Mỗi đêm thường nằm chiêm bao thấy sa vào trong lưới, còn ban ngày thường có bệnh nhức đầu, đó là sự quán báo bắt cá làm gỏi. Ông Lý Ngương Tôn nghe con nói trúng sự chiêm bao và bệnh nhức đầu của mình, liền thất kinh lật đật sắm sinh lễ vật đến chùa Thiên Minh trai tăng cho 100 ông thầy, xin cầu siêu cho những quan hồn của loài thủy tộc do ông giết. Từ ấy, ông Lý Ngương Tôn không ăn uống những đồ tủ nhục nữa, đích thân chép ra 49 quyển kinh Kim Cang đem cúng dường cho người trì tụng. Một đêm nọ, ông nằm ngủ, chiêm bao thấy rất nhiều thanh y đồng tử có vẻ vui mừng đến bái tạ ông rằng: chúng tôi chịu hàm quan đã lâu rồi, nay nhờ ông có công đức tả kinh Kim Cang nên chúng tôi đặng lìa đường khổ thú, được sinh về cõi trời. Hiện nay việc quan vong của ông cũng đã giải kết, và từ nay về sau ông lại đặng hưởng thọ lâu dài nơi cõi hồng trần này nữa. Khi tỉnh giấc mộng hồn rồi, ông Lý Ngân Tôn tự quyết không đổi dời tính tâm, cứ chăm lòng niệm Phật và tụng kinh Kim Cang hoài, thức khuya dậy sớm thọ trì tinh tấn, mấy mươi năm công phu không hở một ngày, sống đến 120 tuổi chẳng có bệnh tật chi cả. Ngày rằm tháng giêng, ông ra tắm gội sạch sẽ, xong ngồi niệm Phật mà tịch. Còn Lý Thị, sau khi thân phụ đã tiêu du miền cực lạc, nàng cất một cái am tại triền núi Tung Sơn, sớm khuya tụng niệm, ngày tháng thanh nhàn nơi thâm sơn, dư muối trai lòng, gió trăng làm bạn, để cho gương tánh rạng ngời, nước lòng trong sạch, chỉ quán song tu cho thấu đáo lẽ chân thường, và cầu đặng quả vô di tịch diệt Niết Bàn. Sau, nàng Lý Thị thọ được 60 tuổi, rồi ngồi kiết già niệm Phật tịch diệt luôn. Kết luận: thằng ôi, con người sinh trong cõi trần này, sống được có mấy mươi năm mà lý vô thường ít ai thấu rõ. Sự hợp tan có mấy kẻ tường tri, chỉ đua chen trong đường danh lợi để nuôi tấm thân sống trọn một thời kỳ. Dẫu ngày sau có sa vào địa ngục thì cũng đành mặc kệ. Nghĩ như vậy thì có ích chi đâu. Nhân vì 2 bữa ăn mà tạo ra biết bao nhiêu cảnh thê lương ảm đạm. Cũng vì 2 bữa ăn ấy làm cho nhiều kẻ bi ai thảm khốc.
cũng vì hai bữa ăn ấy giết hại biết bao nhiêu sinh linh giữa chốn thị trường để thỏa mãn lòng dục vọng, nên không khi nào thoát khỏi đường ác đạo và tránh nẻo luân hồi. Từ khi Phật Pháp truyền bá đạo lý từ bi bác ái, khiến cho mọi người nên biết rằng tất cả chúng sinh trong thế giới đều có tánh linh tri linh giác như ta, đều biết ăn, biết nói, biết vui, biết buồn, nên chúng ta phải thương xót đến, chớ nỡ nào đem lòng sát hại vật mạng để nuôi thân mình. Nếu muốn ăn thì nên đến chợ mua những thứ thịt cho người khác làm sẵn đem về dùng tốt hơn. Nói tóm lại, nhờ nàng Lý Thị nói trên có thiện căn tu hành mà cảm hóa đến phụ thân, thành ra một người chân tu chánh niệm. Thoảng như ông Lý Ngương Tôn không thức tỉnh hồi đầu, cứ giữ việc sát sinh hại vật hoài, thì làm sao ra khỏi lưới u minh được. Nên chuyện này đáng làm gương cho người đời soi để tỏ ngộ, chớ để một kiếp xa chìm thì muôn đời khó thoát. Công đức trì giới. Xưa ở nước Xá Vệ có một huyện mà nhân dân đều quy y Tam Bảo, phụng trì năm giới và thực hành 10 thiện nghiệp của Phật dạy. Khắp huyện không bao giờ sát sinh, người uống rượu nấu rượu cũng không có. Trong huyện có một người con nhà dòng dõi sắp đi buôn tha phương, trước khi đi cha mẹ dặn cặn kẽ rằng con nên cố gắng siêng năng giữ gìn năm giới cấm, thực hành 10 điều thiện và cẩn thận chớ uống rượu mà phạm đến trọng giới của Phật. Người con vui vẻ ra đi. Khi qua tới xứ khác, vừa gặp người bạn đồng học, cùng nhau chuyện trò tâm đắc vui vẻ lắm. Bạn mời về nhà, đem đủ bồ đào ra đãi. Người ấy tự cười nói rằng: nước tôi toàn giữ năm giới cấm của Phật, không một ai dám uống rượu, vì nếu uống rượu thì đời sau phải ngu si đần độn, không thấy được Phật. Giả lại khi ra đi, cha mẹ tôi khuyên không nên uống rượu. Bây giờ tôi phạm giới cấm, thời cái mệnh lệnh của cha mẹ, tội ấy chẳng gì lớn bằng. Chúng ta là bạn tâm giao lâu ngày, được gặp nhau không gì mừng rỡ hơn nữa. Nhưng bạn chớ làm tôi phạm giới cấm của Phật và trái lời dạy của song thân tôi. Người bạn tiếp lời: chúng ta là bạn đồng học một thầy, coi như anh em ruột, cha mẹ tôi cũng như cha mẹ anh. Với cha mẹ, chúng ta có bổn phận kính thờ, không được trái mệnh. Nếu ở bên nhà anh thì phải tuân theo ý muốn của cha mẹ anh. Nhưng nay anh ở nhà tôi, anh nên tùy thuận theo ý của cha mẹ tôi mới phải. Trước sự khẩn khoản của bạn, anh phải uống rượu, uống xong anh ta say luôn trong 3 ngày không biết gì. Khi tỉnh, anh ta ăn năn lo sợ vô cùng. Công việc xong, người ấy trở về nhà trình lỗi của mình cho cha mẹ rõ. Cha mẹ tức giận mắng rằng: người trái lời ta, phạm cấm giới thật là loạn pháp, không phải đứa con thảo. Tự làm gương trước cho mọi người trong xứ, cha mẹ bèn thâu hết đồ đạc của đứa con, rồi đuổi ra khỏi nhà. Người con bị đuổi bèn đi qua nước khác, xin ở đậu trong một nhà. Chủ nhà ấy là người thờ phụng quỷ thần. Thứ quỷ thần rất khôn ngoan, hay hiện ra thân người, ăn uống, nói chuyện. Chủ nhà ấy hết lòng tin tưởng nó, vì phải thờ phụng lâu năm mệt nhọc, của tiền hết sạch, trong nhà người đau chết xảy ra luôn, quỷ thần không cứu gì cả. Quỷ thần hiểu ý chủ nhà, liền bảo với nhau: nhà này của tiền hết sạch cũng chính vì ta, đã lâu ta chưa làm được gì lợi ích cho chủ, nên chủ chán nản là phải lắm. Bây giờ chúng ta phải kiếm đồ trân bảo đem về biếu chủ để chủ vui lòng. Nói rồi cùng nhau đi lấy trộm vàng bạc trong kho nhà vua của nước khác, đem về giấu ở sau giường, rồi bảo chủ nhà rằng: ngươi có công nhọc, nay ta muốn ban phước cho ngươi được giàu có. Sau giường nhà ngươi có 1 tráp vàng bạc, ta cho ngươi đó. Chủ nhà ra giường tìm cái tráp vàng, sung sướng. Sáng sớm hết tiệc thân long trọng, mời thần tạ ân. Hôm vừa đến cửa, thấy trong nhà có bóng người ở nước Pháp vậy, liền tránh không đi vào.
chủ nhà chạy theo phố mời trở lại. Thần trả lời: trong nhà ngươi có vị tôn khách, ta đâu dám vào. Nói xong tỏ vẻ sợ hãi rồi bỏ chạy. Chủ nhà nghĩ trong nhà chỉ có một mình người khách này thôi, liền kính cẩn đến thưa rằng: xin mời ngài đến dự tiệc với chúng tôi cho vui. Ăn uống xong, chủ nhà hỏi vị tôn khách rằng: ngài có công đức gì mà vị thần của tôi thờ phụng sợ hãi ngài mà phải tránh đi? Vị tôn khách trả lời: tôi chỉ có công đức thọ trì năm giới và 10 điều thiện của Đức Phật. Tôi vì phạm một giới uống rượu, bị cha mẹ đuổi qua trọ tại đây, nhưng còn giữ được 4 giới nên thiên thần ủng hộ. Còn thần của ngươi thờ phụng là thứ tà thần ác quỷ làm sao sánh kịp. Chủ nhà thưa rằng: tôi thờ các vị thần đã lâu, không có ích lợi gì nên tôi chán quá, mong ngài quan hỷ dạy cho. Nói rồi bèn theo vị tôn khách thọ trì tam quy ngũ giới và pháp thập thiện. Thọ xong một lòng tinh tấn siêng năng phụng trì không hề quỷ phạm.